Ok ạ, xin chào các anh chị. Tiếp tục, tôi sẽ trình bày về một cái công thức thành công khác mà tôi mới học được trong một cái lần mà chúng tôi đi đào tạo của tập đoàn, một trong những cái tập đoàn khá lớn về du học và tiếng Anh. Ok, với tư cách là một giám đốc kinh doanh thì tôi cũng được học hỏi từ chị chủ tịch tập đoàn rất nhiều. Thì đây là cái công thức mà chị đã dành cho tôi và tôi đã học được thì tôi chia sẻ lại cho các anh chị. Thực sự là như vậy. Công thức có tên là công thức 4SC. Và 4SC thì nó viết tắt của 4 chữ tiếng Anh là Serve, Share, Supply và Solve. Ok, thì đầu tiên đấy là Serve, tức là mình có thể hiểu đấy là phục vụ. Và thì trong bất kỳ một cái công việc kinh doanh nào, một người bán hàng nào, dù là bán hàng hóa hay là bán dịch vụ, thì bạn luôn luôn cần phải có tư duy phục vụ, cần phải có thái độ phục vụ. Và tư duy phục vụ là như nào? Chúng ta luôn luôn sẵn sàng để phục vụ khách hàng, cười, chào hỏi, vui vẻ, thân thiết, không cáu gắt, nhiệt tình, đúng không ạ? Đấy là cái tư duy chúng ta sẽ sẵn sàng đón cái chuyện đó. Cái thái độ của chúng ta, đúng không ạ? Cái tác phong của chúng ta đều hướng tới sự phục vụ. Ví dụ như là khách hàng vào cửa thì chúng ta mở cửa cho khách. Khi mà chúng ta đã có tư duy và thái độ như vậy, chúng ta không cần phải được dạy, chúng ta vẫn luôn biết. Mở cửa ra, vâng, em chào chị, em chào anh, đúng không ạ? Em có thể giúp gì được anh chị? Thế rồi khách hàng ngồi, mình sẽ rút ghế ra cho khách hàng, lấy nước cho khách hàng, thậm chí nếu khách hàng hơi béo một chút, đúng không ạ? Thậm chí béo quá đi, mình có thể hỏi là gì ạ? Anh chị có muốn uống nước ngọt không? Hay là em sẽ lấy cho anh nước, anh chị không có đường nhé, vân vân. Đấy, kiểu như thế, chúng ta sẽ phục vụ cho khách hàng nước uống, rồi thì tất cả những cái gì mà khách hàng cần trong cái khuôn khổ mà công ty, mà bản thân các bạn có thể phục vụ được cho khách hàng. Cái khái niệm đấy gọi là khái niệm về tư duy phục vụ. Mình luôn luôn sẵn sàng, mình không ngại khó, không ngại khổ, không cảm thấy xấu hổ, không cảm thấy vất vả khi mà phải phục vụ khách hàng. Thí dụ như là tôi bán giày chẳng hạn, thì con của khách hàng đến thử giày thì bản thân tôi, đúng không ạ, sẵn sàng là gì ạ, cúi xuống, sẵn sàng là quỳ gối xuống để đi giày cho con trẻ, để giúp đỡ khách hàng lựa chọn một cái đôi giày cho con của họ. Thì cái đấy tôi gọi là tư duy và thái độ phục vụ. Chúng ta luôn luôn phải có tư duy và thái độ phục vụ, đúng không ạ? Chúng ta luôn luôn nhìn thấy các vấn đề cần phải phục vụ là như nào để tốt hơn. Ví dụ như là chúng ta gọi một cái gì đấy nó lâu quá mà vâng, anh chị ngồi đấy ạ, để em lấy cho nó nhanh, đúng không ạ? Hay là chúng ta có cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, thì như vậy người ta gọi nó là cái thái độ và cái tư duy phục vụ. Serve, cái chữ serve là như vậy. Trong ngành dịch vụ thì cái phục vụ rất là quan trọng, đúng không ạ? Bạn đi đâu đó về, bạn đánh giá là cái chỗ này tốt hơn chỗ kia về chất lượng dịch vụ, nó chính là nằm ở phục vụ, đúng không ạ? Mọi thứ đều sạch sẽ, đều ngăn nắp, đúng không ạ? Theo mô hình 5S đấy, thì bản chất cái 5S đấy cũng là để giúp cho dịch vụ trở nên hoàn hảo hơn. Thì chúng ta sẽ có tư duy phục vụ, có thái độ phục vụ và phục vụ theo mô hình 5S. Công thức 4S là đẻ ra một công thức 5S, đúng không? Công thức 5S rất là kinh điển của Nhật đấy. Sạch sẽ, sẵn sàng, kiểu như thế, đúng không ạ? Săn sóc. Ok, thì chúng ta luôn luôn suy nghĩ như vậy, được chưa ạ? Thứ hai là share, tức là chia sẻ. Là một người làm sale, là một người bán hàng, là một kinh nghiệm sale, thì bạn phải luôn luôn biết cách, tìm cách lắng nghe, đúng không ạ? Nói ít, nghe nhiều, hỏi nhiều, đáp ít thôi, để chúng ta sẽ tìm được những câu trả lời, tìm được những ý tứ để chúng ta khai thác, chúng ta đồng cảm và chúng ta thấu hiểu khách hàng. Cái khái niệm đồng cảm này, thấu hiểu, chia sẻ là cái khái niệm rất quan trọng. Nó thông qua cái việc chúng ta luôn luôn là tìm cách lắng nghe, luôn luôn tìm cách đặt câu hỏi và luôn luôn trò chuyện với khách hàng, khơi gợi cái câu chuyện với khách hàng. Thậm chí gặp những khách hàng khó tính, khách hàng ít nói, chúng ta cũng có thể làm cho khách hàng trở nên happy hơn được. Đấy, chúng ta chia sẻ với họ, đúng không ạ? Vâng, có những người người ta có những cái kỹ năng rất tốt đấy. Luôn luôn chào hỏi, luôn luôn nở nụ cười đấy. Rồi thì những cái bắt tay rất là thân tình, rất là nhiệt tình. Đấy chính là sự chia sẻ. Ở đâu đó thì cái công thức này tôi đã nói rất nhiều trong loạt video của tôi rồi. Thì cái phần 4S này nó chỉ là tổng hợp lại mà thôi. Đến supply, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cung cấp, cung ứng. Ở đây cung cấp, cung ứng cái gì? Chúng ta cung cấp, cung ứng bất cứ thứ gì để giúp giải quyết được vấn đề của khách hàng trong phạm vi và khả năng cho phép, hoặc thậm chí vượt khả năng cho phép của các bạn. Tất nhiên là hợp pháp và vừa với túi tiền, đúng không?
Ví dụ cung cấp các thông tin, các tài liệu, các bảng biểu, các minh chứng, tất cả những cái thứ như vậy để giúp cho khách hàng có thêm thông tin và ra quyết định mua hàng được tốt hơn. Đó, và tất cả những thông tin đấy đều phải chứng thực, đều phải xác thực và dựa trên cái lợi ích của khách hàng và dựa trên cái thực tế và được công bố, công khai, chứ không phải là mình tiết lộ những cái thông tin không chính xác hoặc là không được tiết lộ, đúng không ạ? Và cuối cùng là solve, đúng không ạ? Tức là chúng ta giải quyết các vấn đề của khách hàng. Họ gặp phải vấn đề gì? Thông thường hiện nay khi tôi đi làm, tôi thấy rằng là có rất nhiều vấn đề mà khách hàng không biết đấy là vấn đề gì. Ví dụ như là một chị làm thuế nhưng mà chị lại điều hành công ty bán lẻ về máy móc động cơ cho chồng. Đấy, chị không biết gì về online marketing, ví dụ như thế. Đây tôi chỉ nói một ví dụ, một trường hợp. Những cái trường hợp như vậy rất nhiều, đúng không ạ? Ý tôi là như thế. Thì chị bảo là bây giờ Phan Anh ơi, chị muốn làm web, chị muốn bán hàng trực tuyến, thì Phan Anh giúp chị, đúng không ạ? Vậy thì mình phải đưa ra rất nhiều các giải pháp cho khách hàng, chứ không phải là mình chỉ đưa ra một giải pháp và duy nhất như thế, chị theo thì theo thôi. Bởi vì người ta là khách hàng, người ta không biết thì người ta mới hỏi. Chính vì người ta không biết nên mình mới có khả năng bán được hàng, người ta mới cần mình và người ta mới mua hàng của mình. Còn nếu không, người ta biết cần đất gì mình, đúng không ạ? Đấy là câu chuyện. Thế nhưng mà chúng ta lại luôn luôn nghĩ rằng là ở khách hàng đòi hỏi nhiều quá, tiền ít mà cứ thế này, tiền ít mà cứ thế kia. Chúng ta hay có suy nghĩ như vậy. Nếu tiền ít thì chúng ta không làm, còn làm rồi thì trong cái số tiền đấy chúng ta phải làm tốt nhất, làm tốt gấp đôi, gấp ba lần cái số tiền chúng ta nhận được, thì chúng ta sẽ có những hợp đồng to hơn. Nhưng mà chúng ta lại nghĩ có mấy triệu làm cứ đòi hỏi nhiều thế. Không, không. Tư duy đấy là tư duy sai lầm. Serve là phải phục vụ khách hàng. Nó nằm trong cái phần 4 chữ S này. Chúng ta phải serve luôn luôn phải có tư duy phục vụ, đúng không ạ? Và solve tức là gì? Giải quyết vấn đề của khách hàng. Đấy. Thế thì các vấn đề đấy mình phải suy nghĩ hết thấu đáo. Họ không biết làm online marketing, thế nhưng mà họ lại ít tiền. Mình phải biết được là vậy đưa ra cái giải pháp tốt nhất nhưng lại phải ít tiền. Nếu không ấy, mình đưa ra một cái giải pháp 20 triệu, 30 triệu, 50 triệu, 100 triệu, người ta có thể bye bye mình luôn. À, khách hàng này không biết đúng không? Mình bắt đầu mình vẽ vời phải cái lọ, phải cái kia, v.v.v. Rất là mệt mỏi. Đấy, thì đấy chính là cái ý tưởng của cái công thức 4S này. Tất nhiên như tôi nói là mang tính chất là hướng dẫn về mặt công thức thôi, chưa đi sâu quá. Thì cái chương trình King of Sale này là một cái chương trình mang tính tổng quát, chưa đi sâu vào nghề bất động sản, chưa đi sâu vào nghề bảo hiểm, chưa đi sâu vào nghề bán hàng tại shop vân vân. Và sau này tôi sẽ có điều kiện thời gian thì tôi sẽ quay tiếp các module dành cho shop thời trang, các module dành cho bất động sản, các module dành cho bảo hiểm, các module dành cho xe hơi, các module dành cho bất kể cái gì đó, bởi vì nó cũng đều dựa trên các nguyên tắc như này, nhưng nó đi sâu vào cái nghề nghiệp cụ thể thôi. Được chưa ạ? Vâng. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị đã lắng nghe, theo dõi cái mô hình 4S. Nếu có câu hỏi gì xin hãy liên hệ với tôi để được giải đáp. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin chào các anh chị.